Hello anh em, thì hôm nay mình vừa nhận được nhiệm vụ bảo dưỡng tổng quát cho con Ducati Monster 811 nha anh em. Thì con này lúc đầu là anh khách yêu cầu mình chỉ thay cái bình nước phụ thôi. Bình nước phụ đi ha. Mình mới vừa tháo ra xong mình mới vừa thay cho anh khách mình. Rồi anh khách mình nhờ mình kiểm tra giùm, thì mình sau khi kiểm tra anh phát hiện là bogie nó cũ quá ha. Bogie có mấy nha. Bogie nó cũ quá rồi. Thì mình tiến hành báo khách mình thay bogie luôn và kiểm tra kim phun hồng nạp luôn nha. Giờ bây giờ mình đang mở ra, mình mới vệ sinh được một bên, còn bên nữa. Thì con này nhiệm vụ mình là kiểm tra tổng quát nè, vệ sinh kim phun ha, bồn đốt ha, hồng nạp ha, vệ sinh lọc gió, tẩm dầu lọc gió lại, rồi thay nước mát, thay nhớt, kiểm tra đường điện. Và con này thì nó có tình trạng là cắt con nó khó, thì bắt đầu mình mới đi canh lại. Cắt con nó khó nha này, lúc mà số 1 vậy nó nha, nó rất là nặng, mình mới đi canh lại xong. Và nhiệm vụ tiếp theo nó là cái dầu này nó bị dịnh nha anh em. Thì ở đây đó đúng của nó sẽ là cái cổ dê nha anh em. Còn này mình siết cái gút á thì nó sẽ không có đủ lực để mà nó siết được cái lực dầu ở đây nha. Lực dầu đây á, khi mình chạy cái xe nó dao động nó nhanh, không phải như đậu một chỗ. Nó lắc ghê lắm, cho nên khi mình làm mà không có đủ mà chắc chắn á thì sẽ xì dầu là hết sức bình thường nha. Này đang bị dưới cái mức thấp nhất của nè. Khi mình tí xíu mình vào cái cổ dê xong hết trơn sẽ châm dầu lại cho khách mình ha. Ok, anh em có nhu cầu mà bảo dưỡng hay kiểm tra tổng quát gì liên hệ mình nè, ủng hộ mình ha. Bên mình là chuyên mua bán nha, chuyên sửa chữa cái dòng xe mô tô không có lớn nha. Ducati hay là BMW hay là Kawasaki, Yamaha ha. Nói chung là tất cả những dòng xe mô tô phân khối lớn, anh em có nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa hay là cứu hộ vận chuyển đó, thì cứ liên hệ mình nha. Số điện thoại mình là 0949 nha, 999 775. Đây là cái cửa hàng số 7 của mình nha. Và số tiếp theo đó là 0869 nha, 256 308 nha. Mình xài hai số điện thoại này, anh em cứ liên hệ nha. Nếu mà không được số 9 thì mới gọi số phụ nha. Lúc nào mình xài hai điện thoại, có thể nó hết pin thì mình sẽ anh em cứ gọi số thôi khác để liên hệ được nha. Ok, anh chị anh em đã tin tưởng và ủng hộ mình nha. Hello em, giờ bắt đầu mình tiến hành sấy cái lọc gió tẩm dầu lên nha anh em, dầm gấp. Thì mình tẩm dầu lại bằng dầu cao ben luôn nha. Giờ tiến hành mình châm dầu nha anh em. Mình gọi là khô tổng dầu nha. Dầu cao ben luôn nha. Ok anh em, giờ mình khắc phục cái lỗi chảy dầu trên bình dầu nha anh em. Mình thay vào cái hai cô dê nha, hai cô dê tự ship nha. Bên đây vẫn là cái công nghệ rút ha, nhưng mà nó không có xì đâu, mình không can thiệp nha. Ok, giờ gấp vô dao nha. Khô luôn nha. Ok anh em, bây giờ mình rửa xe xong bàn giao cho anh em. Quá phi rồi. Khách nói là mình không có thời gian. Về về quê có 2-3 ngày thôi, tranh thủ bảo dưỡng xong hết trơn là giao xe cho anh khách mình đi chơi nha anh em. Hello em, thì mình mới vừa đến nơi nha anh em, bạn giao xe lên khách mình nha. Giao lại vị trí cũ nha. Giờ hiện tại là 4 giờ sáng. Khách mình yêu cầu là giao nội trong ngày hôm nay, cho nên mình bắt buộc phải làm sao trong đêm mà giao luôn nha anh em. Xe quá đẹp ha. Ok anh em, như là hiếu ha, này mình làm lại cố dê, không còn tình trạng chảy dầu nữa nha anh em.